sinh. Giới thiệu trận chiến đấu thứ 40, hạng 60kg nữ giữa hai vận động viên Nguyễn Thị Thanh Hoa, đơn vị Hải Phòng có cặp đỏ. Nguyễn Thị Yến Nhi, đơn vị Thừa Thiên Huế có cặp xanh. Trọng tài bàn Nguyễn Văn Hiệp, trọng tài thả Ngô Chí Thanh, trọng tài viên Hoàng Minh Nghị, trọng tài thời gian Nguyễn Đình Hùng. Vâng. Mời quý vị và các bạn cùng tới với nhà thi đấu của tỉnh Hà Nam để theo dõi một trận đấu ở hạng 60kg, nội dung vật tự do nữ dành cho các vận động viên trẻ, với sự góp mặt của vận động viên Nguyễn Thị Thanh Hoa của đơn vị Hải Phòng mang trang phục đỏ và Nguyễn Thị Yến Nhi của đơn vị Thừa Thiên Huế mang trang phục xanh. Đây là cặp đôi nữ rất đẹp. Trận đấu bắt đầu rồi. Thanh Hoa trang phục đỏ, cô gái đến từ đất cảng Hải Phòng, và Yến Nhi trang phục xanh, cô gái đến từ Huế mộng mơ. Cả hai nữ đô vật đều rất xinh đẹp. Vâng, vừa rồi Yến Nhi đã ghi được một điểm với đòn đánh Thanh Hoa bật ra khỏi vòng tròn của thảm đấu. Trận đấu tiếp tục. Yến Nhi của Thừa Thiên Huế là một nữ đô vật trẻ cũng hết sức quen thuộc đối với các khán giả vật ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc, nơi đầu năm cô đã tham gia cọ sát rất nhiều các giải đấu của các miền quê. Thanh Hoa cũng là một nữ đô vật trẻ của Hải Phòng, rất có tài năng và rất nhiều triển vọng. Vâng, vừa rồi Yến Nhi lại ghi điểm. Hết thời gian thi đấu của thi đấu thứ nhất. Điểm số của Thanh Hoa bây giờ là 0 và Yến Nhi là 3 điểm. Chuẩn bị bắt đầu. Có lẽ đã có lỗi từ những tiếng còng của trọng tài thời gian. Như vậy là đã có sự cố đối với trọng tài thời gian. Trận đấu vẫn chưa thể diễn ra được.
như chúng tôi đã giới thiệu ở giải CUP 15 tháng 5 lần thứ hai, là nơi tổ chức các bộ môn vật tự do và cổ điển dành cho các lứa tuổi từ U13 đến U18, nhằm tìm ra những vận động viên trẻ tài năng để tiếp tục huấn luyện chuyên sâu và góp phần vào cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong giải đấu này, ngoài những nữ đô vật trẻ, các nam đô vật trẻ và còn có các huấn luyện viên, các trọng tài cũng rất trẻ. Họ cũng tham gia để vừa là tập huấn, vừa là trau dồi thêm kinh nghiệm. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Ở hiệp 1 thì Yến Nhi của Thừa Thiên Huế đã ghi được 3 điểm và Thanh Hoa của Hải Phòng chưa có điểm nào. Trọng tài đã nhắc nhở Yến Nhi thái độ thi đấu tiêu cực. Như vậy là Thanh Hoa, xin lỗi các bạn, như vậy là Yến Nhi đã ghi được 2 điểm nữa và nâng điểm số của Yến Nhi lên 5 điểm. Hoa cũng đang rất tích cực, nhưng Yến Nhi phòng thủ cũng rất chắc chắn. Cô chưa để lộ ra một sơ hở nào. Rất khó khăn cho Thanh Hoa. Vâng. Trận đấu tiếp tục. Thanh Hoa đã lao vào sử dụng miếng bốc một nhưng không thành công. Có thể thấy Thanh Hoa đang hết sức cố gắng và Yến Nhi phòng thủ hết sức kiên cường. Đã có một tình huống trọng tài phải tham khảo các trọng tài bàn. Vâng, trận đấu tiếp tục. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức đã kết thúc. Xin chúc mừng vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi của Thừa Thiên Huế. Cô đã giành thắng lợi với điểm số 6-0. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các trận đấu tiếp theo.